Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm một clip về Revit trao đổi với các bạn về hai cách có thể là chỉnh sửa cái hướng của khu đất ở bên trong Revit làm sao cho nó về hướng đúng nhất theo cái sơ đồ đất mà các bạn đang làm việc hai cách này sẽ ứng với hai trường hợp cụ thể mà chúng ta hay gặp ở trong công việc cũng như là trong thao tác học tập làm đồ án của tất cả các bạn trường hợp thứ nhất đó là chúng ta có khu đất và ở file AutoCAD và chúng ta có cái hướng bắc nó cái hướng bắc của khu đất nó nghiêng một góc như thế này và trường hợp thứ hai là chúng ta vẽ cái sơ đồ đất ở trong Revit theo cái sơ đồ chụp ở trong giấy tờ đất như là sổ đỏ thì nó có sơ đồ dạng à, khu đất nó nghiêng như thế này và hướng bắc hướng lên trên trời thì trong clip này nó sẽ là hai cái trường hợp như vậy trong cái công việc thực tế và chúng ta sẽ làm như thế nào À, với revit để cho cái phương án chúng ta nó đúng hướng với lại thực tế hơn đồng thời thông qua hai cái thao tác này thì có thêm những cái thao tác phụ ví dụ như là cái cách import autocad vào bên trong revit như thế nào hoặc là cái cách và vẽ lại trong revit theo một cái hình chụp làm sao cho nó đúng kích thước đó là những cái nội dung mình sẽ trình bày ở trong clip lần này nếu như các bạn cảm thấy nội dung của mình chia sẻ hay và có ích cho công việc của các bạn, giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian để nghiên cứu, học hành và làm việc với Ravi thì các bạn hãy like, hãy share, comment cho mình ở bên dưới clip hoặc là nếu như các bạn có những thắc mắc gì các bạn hãy comment ở bên dưới hoặc là inbox cho mình để mình thu xếp thời gian mình làm clip để trao đổi với các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái nội dung chính của clip. Chúng ta bắt đầu từ trường hợp thứ nhất là trường hợp dễ và hay gặp nhất đó là chúng ta có một cái sơ đồ file cat như thế này và chúng ta vẽ lại ở trong Revit làm sao cho nó đúng hướng vì đầu tiên các bạn bật Revit lên và khởi tạo một dự án mới sau đó thì các bạn sẽ vào mặt bằng size của Revit và chúng ta sẽ vào trong menu insert chúng ta sẽ chọn là link cat sau đó thì mọi người sẽ đến cái sơ đồ khu đất ở trong cái sơ đồ khu đất như thế này thì mọi người có thể là chọn cái positioning là origin to origin hoặc là center to center nếu như mà mọi người không có khớp nối yêu cầu khớp nối gì về tọa độ khu đất còn nếu như mọi người có yêu cầu về khớp nối chính xác tọa độ khu đất theo như tọa độ quản lý của quốc gia thì mọi người có thể là xem lại những clip ở trong danh sách phát khu đất và tọa độ ở trên kênh youtube của mình về cái file mà AutoCAD thì chúng ta đưa vào Place Art ở level 1 chúng ta đưa cái đơn vị vẽ về mm nếu như cái file này của mọi người ở dạng mm và nếu như mọi người chỉ muốn là để ở current view only tức là chúng ta chỉ có import nó và thấy nó ở trong cái view size thôi thì mọi người sẽ chọn là current view only thì như vậy nó sẽ không ảnh hưởng những view level khác một hai hay là mặt đứng mặt cắt còn nếu như mọi người không bỏ cái dấu này thì tất cả những cái view khác, mọi người level 1, level 2 đều thấy được cái cái file mà đã import này vào, đó là cái khác biệt giữa hai cái chế độ. Ở đây mình sẽ chọn là current view only và mình sẽ chọn là open. Thì sau khi mà mình chọn open xong, mọi người có thể thấy là cái file này file AutoCAD đã được import vào bên trong cái khung nhìn của mình như thế này à, việc kế tiếp của mình có thể là vẽ hoặc là trước khi vẽ mọi người có thể vào trong bảng VG mọi người vào trong cái phần import thì category mọi người sẽ chọn chuyển sang là halftone để cho cái này nó nhạt hơn một chút để dễ quan sát để vẽ ranh giới của khu đất chúng ta dùng công cụ có sẵn của Revit là massing and size và vào trong property line và chúng ta sẽ chọn là create by sketching để cho nhanh mọi người có thể dùng cái chế độ pick line và chúng ta sẽ pick chọn những cái cạnh của khu đất như thế này cho nó nhanh sau cùng là mọi người bấm finish thì lúc này chúng ta sẽ có một cái đường bao của khu đất cái đường bao này thì chúng ta có thể thấy được ở trong tất cả những cái mặt bằng của cái dự án không chỉ là một bằng sai cái đấy là về việc chỉnh hướng trong trường hợp này để có thể chỉnh hướng được thì chúng ta sẽ chỉnh cái hướng bắc đây là cái hướng bắc của khu đất nó đang nghiêng một cái góc như thế này và cái hướng bắc mặc định ở trong Revit thì nó có hai loại đó là True Node là hướng bắc thực tế và Project Node là hướng bắc của dự án mọi người thấy ở đây thì trong trường hợp mặc định khi mà chúng ta mở Revit lên hai cái hướng này Revit ban đầu nó là hai hướng cùng thẳng tưng lên trời như nhau cả hai ông đều giống nhau hết còn trong trường hợp khi mà mọi người đã vẽ từ file AutoCAD vào và cái hướng khu đất ở trên file AutoCAD nó không có hướng lên trên trời như này thì bây giờ mọi người muốn chỉnh sửa lại cho nó khớp thì chúng ta sẽ quay làm sao cho quay khu đất này làm sao cho cái hướng bắc nó hướng lên trên trời là xong về mặt nguyên tắc cơ bản là như thế Còn về mặt thao tác thì không phải là chúng ta cầm nguyên cái đống này chúng ta rotate Mà chúng ta sẽ bắt đầu từ một bằng sai tiếp tục Mọi người sẽ chuyển cái orientation của cái view này sang cái true node là hướng mắt thực tế Sau khi mọi người chuyển cái này sang hướng mắt thực tế xong Mọi người sẽ sang cái tab manage vào cái position Và chọn là rotate true node rồi tay chú nó thì bắt đầu nó ra công cụ xoay cái hướng dấu hướng bắc này thì để cho chính xác thì mọi người có thể là bấm trục trái vào cái gốc của cái phép xoay này và mọi người đưa chính xác vào trong cái cái ký hiệu hướng bắc nếu như mọi người đã để sẵn ở trong này. Sau đó thì cái đầu còn lại của trục xoay thì chúng ta sẽ lấy cái trục này và cuối cùng là chúng ta sẽ xoay một góc là bao nhiêu độ đó thì tùy theo mọi người tính toán. Ví dụ như ở đây là mọi người xoay một góc 54,65 thì chúng ta có thể nhập vào đây là 54.65 hoặc là mọi người chỉ cần xoay làm sao cho mà đến khi nó lên đến cái trục thẳng tưng như thế này thì tức khắc nó sẽ tự động nó nhận cái cái trục dọc này còn nếu mà người đã đo sẵn rồi 54,65 thì chúng ta nhập vào 54.65 enter vậy thì lúc này toàn bộ cái khu đất dự án của chúng ta nó sẽ được chỉnh cái hướng bắc về đúng cái hướng là thẳng tưng lên trên trời như thế này như thế này nó mới đúng hướng theo cái sơ đồ đất nha và tương tự như vậy, nếu như vậy thì mọi người nhìn sang cái level 1 và level 2 mọi người thấy tất cả mọi thứ nó vẫn giữ nguyên, chỉ có một bằng sai nó xoay. Thì cái này không phải là do vật thể nó xoay mà chỉ là cái hướng hiển thị thôi. Ở trong những một bằng tầng khác nếu như mọi người muốn đổi sang là cái hướng hiển thị theo hướng bắt thực tế thì mọi người chỉ cần chỉnh cái này thôi, mọi người sẽ thấy là tất cả mọi thứ nó nó xoay như thế này, tức là nó đổi cái chế độ hiển thị thôi nha, như nên chúng ta không phải xoay gì hết. Đó là cách thứ nhất chúng ta có một cái dạng như thế này Bây giờ chúng ta đến với lại cách làm thứ hai đó là khi chúng ta vẽ lại cái sơ đồ thửa đất theo sổ đỏ hoặc là theo giấy tờ đất thì ở cái dạng như thế này thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì đầu tiên chúng ta cũng vào trong Revit và chúng ta cũng tạo ra một cái file dự án mới sau đó thì mọi người cũng bắt đầu từ mặt bằng size và chúng ta vào menu insert chúng ta chọn là link email và chúng ta sẽ lấy cái sơ đồ thửa đất đã được chụp hoặc scan vào và tốt hơn hết là mọi người nên chụp hoặc scan cái sơ đồ thửa đất này ở cái dạng là thẳng nhất có thể và chúng ta có thể đặt vào giữa bốn cái dấu hướng bắc như thế này sau khi mọi người đặt cái này vào xong chúng ta sẽ dùng một cái công cụ đó là chúng ta vào trong cái architecture này và chúng ta sẽ chọn là model line chúng ta sẽ lấy một cái đường thẳng ra để chúng ta vẽ thử một đoạn ví dụ chúng ta thấy là cái đoạn này là trên sơ đồ đất nó ghi là 5,19 có nghĩa là 5,19 mét và chúng ta vẽ một cái đường line từ qua bên này sang bên này mọi người đọc cái con số nằm ở bên trên cái đường line này thì nó đang là 4.900 tức là khoảng 4.900 như thế này hoặc là 4.800 như thế này như vậy tỷ lệ ở đây nó sẽ là 4,8 trên 5 19 chúng ta biết như thế để chúng ta quay ngược trở lại chúng ta escape hoặc cái lệnh vẽ line và chúng ta sẽ bấm vào cái hình này chúng ta nhìn ở bên cái thông tin kích thước của nó nó sẽ có cái phần kích thước như thế này à, scale và scale theo phương dọc theo phương ngang chúng ta chỉ cần chọn lấy một cái vì tại vì nó đang được lock proportion tức là đang được khống chế tỷ lệ nên mọi người chỉ cần chỉnh một con số ở đây thì các cạnh còn lại nó sẽ chỉnh theo và chúng ta sẽ nhập vào đây cái công thức là bằng mở ngoặc 5.19 chia cho 4.8 đó tại vì ban nãy là 5 19 m nhưng mà sau đó thì chúng ta lại lấy cái này lấy cái này nha chúng ta nhân cho 100 ban nãy đáng lý là nhân cho 100 luôn thì nó khỏe vì tỷ lệ là tỷ lệ là 100 mà vậy thì cái hình này được scale lên là 108,12 phần trăm đó. lúc này sau khi mọi người scale nó lớn lên như thế rồi, đây mọi người thấy tỷ lệ scale nhé. Mọi người có thể chắc ăn hơn mọi người có thể dùng cái mô đồ line mọi người kiểm tra lại. ở nhiều ngang đây, chúng ta kéo ra đến khoảng đây, này nó khoảng là năm một, năm tại vì chúng ta kéo vẽ theo hình thì nó không chính xác tuyệt đối như là chúng ta vẽ pick theo cái file kết có sẵn. nhưng về mặt tương đối thì nó gần như này. sau khi mọi người kiểm tra tỷ lệ nó tương đối giống nhau rồi, thì chúng ta tiếp tục là bằng cái công cụ như ban nãy, matching and size property line Gray by sketch và chúng ta bắt đầu từ điểm này bây giờ chúng ta vẽ thì chúng ta nhập theo cái con số và cố gắng là điều chỉnh cho cái hướng này nó gần giống nhất 5190 chúng ta qua đây là 11590 thì mọi người sẽ để qua đây 11590 rồi đưa về đây chúng ta sẽ có là 6140 và chúng ta đưa về đây rồi, bằng cách này thì chúng ta đã có một cái sơ đồ đất nó cái sơ đồ ranh giới khu đất nó khớp với lại cái hình vẽ này và cái đấy thì mọi người nếu như muốn dùng nữa thì mọi người để lại còn không thì xong việc của cái này rồi thì mọi người thì xóa đi thì chúng ta có một cái sơ đồ như thế này và cái hướng bắc lúc này á project node và true node hiện nay thì nó đều đặc biệt là cái hướng true node thì nó đang là chỉ lên trên trời là đúng theo cái sơ đồ đất nha nó đang chỉ lên trên trời với cái trường hợp như thế này thì cái công trình của mọi người để cho có thể là vẽ công trình nó ngay hàng thẳng lối thì bao giờ chúng ta cũng có thể là chọn một cái cạnh để chúng ta làm chuẩn để chúng ta phát triển công trình hoặc ngay cả khi mà mọi người không có cạnh nào làm chuẩn thì sau khi mọi người vẽ như thế này xong cái công trình của mọi người nó nằm như thế nào nó, thì chúng ta cứ vẽ trước ra ví dụ như chúng ta vẽ những cái grid cơ bản ra chúng ta có một grid theo trục này và chúng ta có một cái grid theo theo cái trục như thế này, chẳng hạn như thế, vuông à, góc, hai cái grid này vuông góc với nhau để nó định vị nên một cái công trình. để lúc này mọi người cái việc của chúng ta là chúng ta đổi cái ông orientation này sang project node tức là hướng bắc của dự án. Kế đến chúng ta vào trong cái phần Manage chúng ta vào trong position và chúng ta sẽ chọn là rotate project node chứ không phải là true node nữa khi mọi người rotate uh, rotate project node thì nó khác với true node là nó không có xoay tự do nó chỉ cho mọi người chọn là 90 theo chiều kỳ đồng hồ 90 người chiều kỳ đồng hồ hoặc là 180 nhưng nó cho thêm mọi người thêm một chế độ là align theo một cái selected line hoặc là plan đó là lý do vì sao mình nói trong trường hợp này thì chúng ta vẽ ra định vị của một cái công trình sơ bộ trước ví dụ như chúng ta dự định là phát triển công trình theo hai trục chính như này một trong thì mọi người có sẵn hai cái đường grid hoặc là chỉ cần là đường đi theo line thì cũng được đường gì cũng được tại vì nó nhận là line với plan hết và chúng ta kích vào đây nếu như mọi người muốn là cái trục này làm trục số 2 làm chuẩn thì mọi người chỉ cần kích vào nó như vậy thì lúc này chúng ta có cái project node là nó thẳng tưng lên như thế này và project node nó thẳng lên như thế thì giúp cho việc mọi người vẽ công trình nó sẽ không có bị nghiêng bị sẹo này kia hoặc khi nào mà mọi người cần hiển thị lại theo True Note tức là hướng bắc thực tế thì mọi người chỉ cần như thế này. Đây là hướng bắc thực tế của khu đất. Và đây là cái công trình được hiển thị theo cái dấu hướng bắc của dự án hay còn gọi là Project Note. Hướng bắc của dự án giúp cho việc các bạn thể hiện bản vẽ theo trục này, theo trục kia. Nó ngay ngắn hơn và đặc biệt giúp cho chúng ta vẽ nó chính xác hơn. Tại vì khi chúng ta vẽ những cấu kiện như là grid, như là wall thì chúng ta vẽ theo cái trục ngang và trục dọc này thì bao giờ nó cũng chính xác hơn là khi mọi người phải vẽ theo một cái trục nó không thực sự là thẳng đó là lý do vì sao mà chúng ta xoay cái project node theo một cái trục định vị mà cái trục đó nó là cái hướng phát triển chính của hình khối công trình của mọi người còn true node là cái hướng bắc thực tế để chúng ta thể hiện cái sơ đồ khu đất hướng của khu đất và đặc biệt là những cái khảo sát về hướng nắng, hướng gió, à, hướng mặt trời à, khi cần thiết. Thì đó là hai cái nội dung mà mình muốn trao đổi với các bạn về cái cách là chỉnh hướng cho nó chính xác ở trong Revit như thế nào, ứng với lại hai ví dụ mà chúng ta hay gặp ở trong quá trình chúng ta làm việc. Hy vọng những cái nội dung mình trao đổi ở đây giúp cho công việc của bạn trở nên tốt hơn, dễ dàng hơn và dễ hiểu hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip trao đổi sau nha